Xin chào thầy và các bạn, em tên là Nguyễn Ngọc Bình Thái, mã số sinh viên là 18161148. Thì hôm trước thầy có giao bài tập cho lớp em là điều khiển hai led đơn sáng tắt theo hai nút nhấn. Thì yêu cầu của bài làm vẽ mặt vô phỏng, có viết code, demo và quay clip và up lên YouTube. Thì em sẽ trình bày phần bài làm của mình. Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ mặt mô phỏng, sau đó chúng ta viết code. Bước 3 này chúng ta nạp code vào trong con xử lý, và cuối cùng là chúng ta chạy thử kiểm tra kết quả. Thì đầu tiên chúng ta mở phần mềm Procert lên, sau đó chúng ta sẽ lấy các linh kiện cần thiết và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sẽ lấy con video của chúng ta trước, sau đó chúng ta cần hai con led và hai con led. Thì hai con led chúng ta có thể lấy bất kỳ con led mà cũng được, tùy vào sở thích của mọi người. Một đầu của con led thì nói về ground, nói về đất, nói đất. Con led thứ nhất thì mình nói vào chân RD0, con led thứ hai nói vào chân RD1. Để hai con led này hoạt động được thì chúng ta cần một cái điện trở là 1 RD2 để hạ dòng led xuống. Hạ dòng led thì giá trị của nó là 220. Tiếp theo là nút nhấn N1 là nút nhấn nhất, N2 là nút nhấn thứ hai. Thì một đầu thì rất đi với hai nút nhấn, chúng ta cũng sử dụng hai cái điện trở ra 3 và 4. Điện trở có giá trị là 4,7 kg. Thì nút nhấn N1 nói với chân RD0, nút nhấn N2 nói với chân RD1 của con pic. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy ra cái tạch anh thì đầu thì chúng ta sẽ nhấn vào nói vào RA6, đầu thì chúng ta sẽ nói vào chân RA7. Chúng ta cần thêm một cái nút nữa, đó là nút reset để reset hai trạng thái của con led gì chứ bắt đầu. Ví dụ như mình nhấn nút nhấn thứ nhất thì con led nhấn sáng, nhấn nút nhấn thứ hai thì con led thứ hai sáng. Thì mình muốn có một nút nào đó, nhấn một nút thì hai con led này là nó tắt hết, thì chúng ta sẽ sử dụng con nút nhấn reset. Thì nút nhấn reset đi với nó là một con điện trở R5 4,7 kg, đầu cũng là nó đất. Đầu còn lại thì nói vào chân RE3. Trên đây là phần vẽ mặt của mình. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến về phần viết code. Thì để viết code chúng ta cần một phần mềm, đó là phần mềm CSS. Chúng ta mở phần mềm lên. Thì đầu tiên một file và new project wizard. Nhưng mà trên đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái phần code rồi. Dòng đầu tiên về phần thư viện thì include 16f887.h, đó là khai báo con vi điều khiển pic 16f887.h. Fuses hs là sử dụng bộ dao động tần số cao từ 4 MHz đến 20 MHz. Use thì delay block bằng 20 MHz. Làm trên đây là mình đã sử dụng thạch anh 20 MHz. Tiếp theo là có loại define thì để khai báo trạng thái của nó. N1, N2 là nút nhấn 1, nút nhấn 2, led 1, led 2 là hai con led. Thì nút nhấn thứ nhất mình nói với chân RB0, nút nhấn thứ hai nói với RB1, led thứ nhất nói với RB0 và led thứ hai nói với chân RB1. Thì trên đây mình khai báo biến thì mình đã sử dụng cái biến T1 và T2 cho giá trị của nó là 0, nó thuộc kiểu trigger. Về phần thân chương trình void main, output low led 1 và output low led 2 là mình lập trạng thái ban đầu của hai con led, tức là tích cực ẩn thấp, tức là hai con led ở trạng thái tắt. Ta sẽ xử lý về phần nút nhấn. Theo yêu cầu của đề bài thì chúng ta ấn nút nhấn xuống là thứ nhất thì led sẽ sáng, ấn thêm một lần nữa thì
led nó sẽ tắt. Trạng thái ban đầu của nút nhấn là khi chưa được nhấn, nó ở trạng thái chân RP0 tích cực ở mức 1. Khi chúng ta nhấn xuống thì chân RP0 nó sẽ tích cực ở mức 0. Thì quay về cái phần code thì chúng ta sử dụng lệnh đọc ISO có là điều kiện. Nếu nút nhấn được nhấn xuống, tức có nghĩa là nút nhấn N1 bằng 0 thì T1, giá trị T1 nó sẽ đảo trạng thái, mà giá trị T1 lúc ban đầu chúng ta đã gán cho nó bằng 0 thì khi đảo trạng thái nó sẽ đảo thành 1. Thì nó chỉ có hai giá trị đảo từ 0 đảo thành 1 hoặc đảo về 0 thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng tiếp một câu lệnh điều kiện, đó là nếu mà giá trị T1 bằng 1, tức có nghĩa là nút nhấn được nhấn xuống, thì led nó sẽ tích cực ở mức cao hay nó sẽ sáng. Ngược lại thì khi mình nhấn một lần nữa, T1 này nó sẽ bằng 0. Khi chúng ta nhấn một lần nữa thì con led nó sẽ tích cực một thấp và nó sẽ tắt. Giữa con led thứ nhất và con led thứ hai thì nó tương tự nhau, nên cái phần code, cái phần câu lệnh của nó thì gần giống nhau. If khi nút nhấn thứ hai được nhấn xuống, có nghĩa là N2 là 0, thì T2 nó đảo trạng thái. T2 giá trị ban đầu chúng ta cũng gán nó là 0 thì đảo trạng thái nó lên nó sẽ là 1. Câu lệnh có điều kiện tiếp là nếu T2 bằng 1, nghĩa là nút nhấn được nhấn xuống thì led nó sẽ sáng, và chúng ta nhấn thêm cái nữa T2 bằng 0 thì con led nó sẽ tắt. Thì tạm thời chương trình của chúng ta như thế là tương đối hoàn chỉnh, nhưng mình muốn nó hoàn chỉnh hơn nữa, đó là về phần đã tìm hiểu về phần dòi phím của nút nhấn. Thì mình có sử dụng câu lệnh chống dòi nút nhấn if là 0, thì mình sử dụng câu lệnh delay nó là 10 mili giây. Thì cảm thấy 10 mili giây là phù hợp với cái phần chương trình code của mình. Mình bắt đầu nạp cái phần code này vào con bit để tiến hành chạy thử. Chúng ta sẽ sang về phần chương trình router. Thì để nạp cái đoạn code đó vào trong con bit thì chúng ta click chuột trái hai lần vào con điều khiển. Thì chúng ta ở phần program file, chúng ta tích chọn vào cái tệp này để thêm cái đoạn code đã mới code lúc này. Thì nó có hai file, một file là .h và một file cdebug để chúng ta áp vào công vi điều khiển để mô phỏng. Còn cái file ở trên là cdebug này để chúng ta nạp vào con vi điều khiển, và chúng ta nhấn OK. Chúng ta đọc chạy, chúng ta ấn nút nhấn nhất thì nó sẽ có led một nó sẽ sáng, ấn thêm lần nữa thì nó sẽ tắt. Led hai và nút nhấn hai thì mình nhấn một lần thì nó sẽ sáng, nhấn lần nữa nó sẽ tắt. Chúng ta sẽ thực hiện lại một lần nữa là chúng ta bật hết hai con led sáng, nút nhấn nhấn một lần là hai, nhấn một lần là con sáng và reset nó. Trên đây là phần trình bày về phần bài tập của em. Thì em cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.